Chào em. Xin chào. Chào. Đâu rồi? Đâu rồi không gặp. Bình an. Không hiểu hả? Bình an. Bình an. An. Bình yên. Bình. Ok. Peaceful, peaceful. Em có thể nói tiếng Anh không? Tiếng Anh. Không. Ấy Anh là gì? Bình, bình. 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 Bình an. Yên tín. Thôi thôi. Để cho mấy con cá này nó tập trung ở đây á. Để cho người ta nhìn. Bánh mì. Bánh mì. 제가 가져왔어요. 진짜 먹나? 아, 먹네. 오, 까치. 좋아하네. 您 ngon đúng không? Cá này ăn được không? Em dạ, con cá màu đen chắc ăn được không? Màu đen ăn được. Còn màu cam thì em không biết. Bình an. Hiểu không? Không hiểu hả? Bình an. Bình an. Bình an. À. Bình an là gì? Thôi. Là gì em nói đi, là gì? Bình. Bình. An. An. À. Thôi. Bình. An. 왜 뭘? 이게 제가 잘못 말한 건가요? 민안? 평안 말하고 싶었는데 평안. 안 bình. 안 bình. 응. 기억 không? 안 bình là sao? 안 bình. 기억 không? 안 bình là anh bình thôi biết không? Là anh nó tên bình. 안. 아, 안 bình. 빈 오빠. 빈 오빠. 어렵네. 아직 시간이 필요해. 서로 대화하려면 많이 필요하다. 많이 필요할 것 같아. 그저 한 1년은 걸릴 것 같아 지금. 여기 조상신들 모시잖아. 네. 근데 여기 조상신들이 이렇게 물고기로 환생한다고 믿고 있거든. 아. 그래서 이렇게 1년에 한 번씩 여기 와서 이렇게 밥을 줘야 돼. 네. 아, 물론 구라고. Nhưng mà tại sao màu màu cám không ăn được? Em không biết, em chưa ăn. À chưa ăn. Nhưng mà màu đen ăn rồi. Ăn như thế nào? Bình an. Phong an hát à. Hòa bình. Hòa bình. Hòa bình. Hòa bình. Không hiểu hả? Dạ hiểu. Anh nói là bình an nên không hiểu. Hòa bình. Không phải. Thôi. Anh không biết nữa. Mệt rồi. Dạ. Lẽ nghỉ ngày em sẽ làm gì? Đi chơi. Cô bám bé không? Dạ có. Nhưng mà em sẽ đi với em của em. Đi về Sóc Trăng hả? Đi chơi với em của em. Đi chơi với em của em. À. Nè. Đi đâu? Đi quận 1. Đi chơi ở đây. Đi chơi ở đây. À. Cô bám bé bao nhiêu? 경찰이야? 안 컴 고 밤배. 컴 một mình anh. Buồn. Em cũng là bạn của anh. Vậy thì giới thiệu bạn em được không? Nè. Ok. Từ khi nào em bắt đầu làm việc? Dạ, ngày 5 tháng 9. Vừa rồi. Thứ hai tuần sau. À, thứ hai tuần sau. À, em
chuẩn bị chưa? Sẵn 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 chưa? Dạ, sẵn sàng rồi. Sẵn sàng gì? Sẵn sàng đi làm rồi. Cố lên nha. Phải tính. À, 어색해라. 지금 호찌민 외곽 쪽에 지내고 있거든? 네. 호찌민 올라오긴 했는데 저기 외곽 쪽에 한 40분, 50분 거리에 지내고 있더라고. 멀리 있네요. 그래서 여기 이제 이번 올라와서 집을 찾는다 하더라고. 이 근처에다가 이제 집 구하고 그러나서 이제 9월 5일부터 일 간다고. 엠당 띠미야. 띠미죠? 네, thứ bảy em mới tìm. Em nghĩ bao nhiêu tiền? Dạ chắc tầm 5 triệu. 5 triệu. Nếu mà ở Sóc Trăng 5 triệu là mắc đúng không? Mắc lắm hả? Dạ. Bình thường Sóc Trăng bao nhiêu? Tầm 1 triệu. 왜냐면 월급이 300에서 400만 동인데. 그렇죠. 그렇잖아. 월세가 500만 동인 게 말이 안 되지. 그렇죠. 그러니까 호찌민이랑 시골 물가 차이가 많이 나더라고. 아니 근데 여기도 100만 동짜리 구하랑 구할 수 있어. 그래. 근데 컨디션은 굉장히 안 좋지. 누워. 야. 누워. 네. Tôi là thầy giáo tiếng Hàn. Vậy anh dạy tiếng Hàn cho em nha. Ok. Miễn phí hả? Ha tôi miễn phí cô. Phí gì? Em tôi miễn phí cô. Em sẽ chỉ tiếng Việt cho anh chỉ tiếng Hàn cho em. Anh có muốn có bạn gái không? Có chứ. Bao nhiêu tuổi? Anh hả? Bí mật. Em đoán xem đi. Anh nói rồi mà. Anh 30. Đúng rồi. Đúng. 30. Em 20 đúng không? 21. Anh muốn có bạn gái bao nhiêu tuổi? không không sao. Không quan trọng tuổi hả? Chắc là 40 cũng được. 40 cũng được. 50 cũng được. Bạn của mẹ em. Có người nào mà chưa kết hôn không? Dì em. Dì của em? À. Dạ rồi. À, dì em bao nhiêu tuổi hả? Dì em bằng anh. Bằng anh? Nhưng mà kết hôn rồi. Có gia đình, có con rồi. Việt Nam에서 사실 특히나 시골에서 서른 살이면 한 애가 한 두세 명 있을 나이야 근데. Nhưng mà thường bằng tuổi em là đã có gia đình, có con rồi hết. Hết rồi hả? Ai cũng có gia đình rồi hả? Dạ, chuẩn bị có gia đình rồi, có trước đó, có con rồi cũng có luôn. Mà con em tại sao em chưa kết hôn? Tại em còn nhỏ. Nhưng mà bạn của em tất cả kết hôn rồi mà. Tại vì tìm được chồng nên là lấy chồng. Em chưa tìm được nên em chưa lấy. Có nghĩa là em cố vấn đề không? Anh có vấn đề không? Hả lô bốc xe bỏ đi đấy. Có vấn đề rồi. Nó muốn cho anh đấy. Nó muốn chơi chai anh cắt. Đây là cái của giới thiệu bạn gái cho anh. Được không? Có, em nhưng mà em không có bấm để mà. Khi nào em có em sẽ giới thiệu cho anh đầu tiên. Khi nào? Anh gấp không? Cúp anh nhỉ? Gấp không? Đùa thôi. Dạ được. Đi chơi nha. Đi chơi.